ca sĩ Ryan Trương. Xin mời Ryan Trương và Huyền Trang đứng lại đây. Cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng với quý vị là trên sân khấu chúng tôi có rất nhiều những người bạn, và Đỗ Thanh cần học hỏi những người bạn này nhiều lắm. Điều mà Đỗ Thanh muốn nói ra đây chắc chắn quý vị sẽ rất hãnh diện